ướp cái này cua này mình ướp gia vị nó là tỏi với củ hành, mình giã nhuyễn rồi ít đường ít bột ngọt rồi chao mình tán nhuyễn rồi trộn cua, ướp cua khoảng 5 phút hoặc 10 phút rồi mình mới xào. Khi mở tỏi xào nó cua nó mới về chế độ khoai nha. Rồi xong rồi, ngon lành. Rồi, đồ ăn tới đây. Wow, rồi, ngon quá. Cái cua nấu chao này là cái món đặc sản của đất mũi nè. Ít có chỗ nào mà có được cái món này lắm. Nhúng với lá rau muối là rất là ngon. Lần đầu tiên ăn cái món cua biển này nấu chao á thì em thấy nó rất là ngon mà nó lạ,